sập nhà ga cáp treo, vượng Vin muốn treo sinh mạng dân trên cáp tử thần. Sáng ngày 14 tháng 1, công trình ga cáp treo tại cảng Nha Trang nằm trên tuyến đường ven biển Sầm Uất và cách trung tâm thành phố này khoảng 4 km bất ngờ bị sụp đổ. Thông tin nóng hổi này đã được các tờ báo lớn như Việt Nam Express, Tiền Phong, Dân Trí, Phụ Nữ Việt Nam v.v. loan tin rộng rãi. Tuy nhiên, không bao lâu sau, tin về sự việc này nhanh chóng bị gỡ bài và thông tin sau đó được xác nhận rằng đây là công trình của tập đoàn Vingroup. Hình ảnh tòa tháp công trình trước khi đổ sập. Hình ảnh trước khi đổ sập cho thấy tháp chuông này được thi công hoàn thiện phần mái, nghĩa là phần thân, tức là phần kết cấu trụ lực, đã hoàn thành. Một công trình đã thi công xong phần thô thì được xem là đã hoàn thành phần kết cấu, còn phần hoàn thiện chỉ là trang trí cho công trình có thẩm mỹ và đáp ứng công năng sử dụng. Cầu Cần Thơ cũng từng bị sập và gây thiệt hại nặng về người và của. Tuy nhiên, cầu Cần Thơ sập khi đang thi công phần kết cấu. Khi đó, bê tông chưa đông cứng, chưa đủ khả năng chịu lực, nhưng nhà thầu muốn đẩy nhanh tiến độ nên thi công vội, khiến giàn giáo không chống đỡ nổi. Đây chỉ là sai phạm trong biện pháp thi công, không phải là sai phạm trong thiết kế. Còn công trình tòa tháp của nhà ga ở Nha Trang bị sập là phần kết cấu đã hoàn thành, bê tông đã đông cứng và được xem là đủ sức chịu lực. Đây là sự cố do sai phạm nghiêm trọng, có thể do thiết kế, có thể do thi công không đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật và cũng có thể do chất lượng nguyên vật liệu xây dựng ở đây. Một công trình không đủ khả năng chịu đựng sức nặng của chính nó thì trước sau gì cũng sập. Nếu sập khi đã đi vào vận hành thì có thể sẽ có rất nhiều người phải chịu cảnh chết chóc. Với công trình kém chất lượng như vậy thì liệu phần còn lại có bị sập hay không? Đấy là câu hỏi rất lớn. Và nếu sập thì bao giờ? Không rõ tòa tháp bị sập ở phần còn lại có liền khối hay không, hay là độc lập với nhau. Nếu liền khối thì cần phá bỏ hết để mà làm lại từ đầu. Nếu độc lập thì cần kiểm tra kỹ lưỡng phần còn lại, xem có đảm bảo chất lượng hay không. Phải xem xét kỹ xem phần tháp sập xuống có tác động đến phần còn lại hay không. Và liệu phần còn lại có do cùng một nhà thiết kế và cùng một nhà máy, nhà thi công với tòa tháp này hay không? Có rất nhiều câu hỏi được đặt ra và đang bị bỏ ngỏ. Tòa tháp đột nhiên bị đổ sập. Trong khi những thắc mắc không có lời giải thích, thì ông Phạm Nhật Vượng lại vội vàng bịt hoàn toàn báo chí của nhà nước. Vì vậy, xã hội hoàn toàn không biết ông xử lý vấn đề này như thế nào. Ông có cho phá bỏ hết để mà xây lại hay không? Hay ông vẫn cho sử dụng phần còn lại để lắp đặt cáp treo lên đó? Nếu ông Vượng không có mưu đồ gì sai trái, tại sao ông phải ém thông tin như vậy? Người dân Việt Nam rồi cũng sẽ quên sự cố này bởi ông Vượng đã kịp thời bịt miệng báo chí, không cho thông tin lan tỏa. Rồi cũng sẽ có người dân, du khách mua vé và sử dụng công trình này. Nếu có một ngày khi dân đang lơ lửng trên cáp treo, thì tòa nhà ga lại sập xuống, lúc đó ai sẽ đền mạng cho dân đây? Theo đúng luật, Sở Xây dựng Khánh Hòa hoặc Bộ Xây dựng phải thẩm định thiết kế và kiểm tra giám sát thi công. Khi công trình bị sập thì những cơ quan này cũng là có một phần trách nhiệm. Còn câu hỏi đặt ra là các cơ quan chức năng trên có thực sự làm đúng chức năng của mình hay không? Hay lại nhắm mắt ăn tiền rồi đặt bút ký cho qua để mà nó tồn tại và sau đó gặp sự cố? Rất nhiều báo chí của nhà nước Việt Nam đưa tin nhưng sau đó đồng loạt rút bài. Sự cố công trình không phải là chuyện hy hữu, khắp nơi trên thế giới đây cũng có những sự cố sập công trình cả. Tuy nhiên, trách nhiệm của các bên là phải thanh tra, kiểm tra phần còn lại, sao cho có đầy đủ thông tin, rồi mới quyết định cho thực hiện tiếp hay cho phá dỡ toàn bộ. Tất cả đều phải rất minh bạch và có trách nhiệm vì nó liên quan đến sinh mạng của rất nhiều người. Còn cứ bưng bít thông tin theo kiểu của Đảng Cộng sản và Vingroup thì xem ra Phạm Nhật Vượng đang muốn treo mạng sống của người dân trên các sợi cáp tử thần thực sự. Quý vị và các bạn có theo dõi bản tin sập nhà ga cáp treo, Vượng Vin muốn treo sinh mạng của dân trên cáp tử thần. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Sau hai lần
trọng bệnh, tổng trọng còn lại những gì đây? Lần ngã bệnh đầu tiên là vào ngày 14 tháng 4 năm 2019, khi Nguyễn Phú Trọng đang công tác ở Kiên Giang. Tưởng chừng ông ta ra đi từ lúc đó, có lẽ vì có ý của bác sĩ cấp cứu kịp thời nên giành lại được sự sống cho ông từ tay tử thần. Tuy nhiên, sức khỏe của ông gần như không thể hồi phục được nữa. Lúc ngã bệnh ở Kiên Giang, ông Trọng đã 75 tuổi. Tuổi mà lẽ ra ông nên vui thú điền viên thì ông lại cố bám ghế mặc dù sức khỏe của ông không cho phép. Ở Đại hội Đảng lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam, những tưởng ông rời khỏi ghế quyền lực bởi lúc đó ông không đảm bảo đủ 3 điều kiện để ở lại ghế Tổng Bí Thư. Một là ông đã quá tuổi, hai là quá nhiệm kỳ và ba là không đảm bảo sức khỏe. Ấy vậy mà ông vẫn bất chấp, vẫn ngồi lại chiếc ghế Tổng Bí Thư tiếp tục nhiệm kỳ thứ 3, trái với điều lệ của Đảng. Báo chí quốc tế đưa tin ông Nguyễn Phú Trọng ngã bệnh. Vào ngày 12 tháng 1, một tờ báo lớn của Mỹ đăng tin cho biết ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí Thư của Đảng Cộng sản Việt Nam đã nhập viện. Tờ báo này dẫn nguồn từ nhiều quan chức cho biết về sự việc này, ông Nguyễn Phú Trọng đã phải nhập viện sau khi lâm bệnh nặng. Ban chấp hành Trung ương Đảng đã phải hủy cuộc họp trong tuần vừa qua. Ông Trọng đã phải nhập viện vào đầu tuần này vì một căn bệnh không xác định. Theo hai quan chức giấu tên cho biết, và Bộ Ngoại giao Việt Nam đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu của tờ báo này bình luận về sức khỏe của ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng. Như vậy là tờ báo quốc tế lớn đã đăng tin ông Nguyễn Phú Trọng mang bệnh thật chứ không phải là tin đồn, nhưng ông còn sống hay đã mất thì đến ngày 12 tháng 1 vẫn còn là một điều bí ẩn. Trên mạng xã hội xôn xao bàn tán rất nhiều về các vấn đề mà ông gặp phải. Nếu ông Nguyễn Phú Trọng chết thì không bàn làm gì, nhưng nếu ông vẫn chưa chết thì liệu rằng sau lần ngã bệnh này ở tuổi bát thập, liệu ông còn đủ sức để đảm đương vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam nữa hay không? Vì cường độ công việc rất lớn. Hồi năm 2020, ông Nguyễn Xuân Phúc, lúc đó là Thủ tướng, đã ký ban hành quyết định số 1295 của Chính phủ về danh mục bí mật nhà nước trong lĩnh vực y tế. Theo đó, những vấn đề liên quan đến sức khỏe của các ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung Đảng như hồ sơ bệnh án, thông tin, kết quả khám bệnh, chữa bệnh, kiểm tra sức khỏe v.v. thuộc danh mục tối mật. Trước khi có quyết định này, trong Đảng vẫn luôn xem tình hình sức khỏe của lãnh đạo là bí mật quốc gia. Tuy nhiên, lần ông Trọng ngã bệnh ở Kiên Giang, cái bí mật đấy vẫn không thể giữ được. Tin tức vẫn lọt ra ngoài và truyền thông nhà nước chạy theo sau truyền thông tự do về vấn đề này. Có lẽ việc luật hóa sức khỏe lãnh đạo là bí mật quốc gia nhằm mục đích hạn chế thông tin tuồn ra ngoài chăng? Cho đến nay vẫn chưa rõ khuôn mặt nào được ông Nguyễn Phú Trọng chọn thay thế chức danh Tổng Bí Thư đầy quyền lực của Việt Nam. Bí mật hóa sức khỏe của lãnh đạo bằng luật thì là điều có nghĩa sẽ có khả năng người không đủ sức khỏe vẫn được ngồi vào chiếc ghế quyền lực vì chẳng ai biết cả. Những vấn đề quốc gia đại sự mà giao cho người không đủ sức khỏe nắm quyền trong thời gian dài là một rủi ro rất lớn cho đất nước. Lần ngã bệnh thứ hai này nếu không chết thì cũng chắc chắn một điều rằng sức khỏe của Nguyễn Phú Trọng sẽ còn sa sút nghiêm trọng hơn. Nếu ông không chết thì gần như 100% khả năng là ông vẫn tiếp tục ngồi ghế Tổng Bí Thư. Và nếu ông chết thì có thể nói nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ nổi lên những trận chiến quyền lực quyết liệt nhất. Thậm chí có thể là cuộc chiến sinh tử. Ở Trung Quốc, người kế nhiệm Tổng Bí Thư kiêm Chủ tịch nước thường được xếp vào chức Phó Chủ tịch nước. Tuy nhiên, Ban Cờ Chính trị Việt Nam không có quy trình như vậy, mà thường được xác định vào phút chót tùy thuộc vào kết quả đấu đá các phe nhóm trong nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ai kế nhiệm chức Tổng Bí Thư của Nguyễn Phú Trọng thì sẽ thừa hưởng hệ sinh thái quyền lực mà ông để lại. So với người tiền nhiệm, ông Nguyễn Phú Trọng đã xây dựng được một hệ sinh thái quyền lực xung quanh ông rất mạnh bằng chiến dịch đốt lò. Ghế càng có nhiều quyền lực thì càng hấp dẫn, nên nếu ông Trọng chết, chính trường Việt Nam sẽ có nhiều phim hay để mà xem. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết với bản tin sau hai lần Trọng bệnh, tổng trọng còn lại gì. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn. Trung Khoa, Thời báo.de